Chào mừng tham gia nhận 500 tóc cần có ký hiệu là CZ. Đầu tiên bạn click phần link mô tả. Click vào ba chữ gạch nha bạn. Bạn bấm vào nút register để đăng ký một cái tài khoản. Chợ cho anh con số 02 để yêu em mang lấy chú cây. Rồi, đầu tiên các bạn invoice code các bạn để thin nha bạn. Rồi full name các bạn ghi tên mình nghe bạn Quỳnh Anh, rồi các bạn bắt địa chỉ email nghe bạn, rồi các bạn bấm vào bắt password và mật khẩu nghe bạn là rồi đó bạn, rồi các bạn bấm vào nút register các bạn khỏi vào mail complete nghe bạn. Rồi các bạn bấm vào register nha các bạn. Nhấp vào captcha rồi bấm vào register. Chạy coi mau mau coi. Rồi, sau khi mình đăng ký một cái tài khoản rồi các bạn thấy mình có số dư là 500 token CZ là khoảng 10 USD. Rồi các bạn đây lên liên ghép mà các bạn lấy liên ghép để chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Phan để mình xuống. Rồi 500 tốc cần này làm gì, các bạn bấm vào nút đổi chuyển đổi qua Gen USDT đang mình đầu tư nha các bạn. Chuyển qua USDT đang mình UHEL token là chain. Rồi các bạn bấm vào chain các bạn. Không phải các bạn. Một chain USDT là mình chuyển đổi cái đồng CZ này qua là USDT rồi các bạn. Các bạn bấm vào ba dấu gạch này các bạn. Rồi các bạn bấm vào Milify Balance để kiếm mục vào mục đầu tư nha các bạn. Tham hai đây mình kiếm chút nha các bạn. You have for action. Mi Balance Video Green. Các bạn chọn tiếng Việt nha các bạn. Mình dịch qua tiếng Việt đi. Tiếng Anh, tiếng này, tiếng kia, tiếng Việt. Các bạn lướt lên kiếm tiếng Việt đi. Dịch cho dễ. Đi bullshit. Sao nó không có tiếng Việt đó. Rồi, chạy tiếng Anh luôn đi. Rồi các bạn nhập ba chỗ gạch nha các bạn. Các bạn bấm vào một invite nha các bạn. Invest. Rồi các bạn rồi các bạn sẽ thấy số dư của mình là 10 nha, 10 đô nha các bạn. Các bạn bấm vào nha các bạn. Các bạn đầu tư để lấy lãi hàng ngày nha các bạn. Phan. Mẹ cái máy này chị trời. Invite chat. Các bạn bấm vào 10 nha bạn. Rồi các bạn bấm chữ confirm. Mình min rút mình đăng ký đầu tư 10 đô là lãi suất nó là 0.15 hàng ngày nha các bạn. Con này min rút nó là 5 đô. Min rút lãi đầu tư là 5 đô nha các bạn. Rồi. Rồi, vậy là số dư mình đã hết nha bạn. Sau khi các bạn
này đầu tư mấy ngày ta du xin như vậy là mình đầu tư $10 là trong vòng 90 ngày mình sẽ lời được $20 nha các bạn. Rồi các bạn chừng nữa các bạn sau khi các bạn sau 90 ngày các bạn bấm vào ba chu gạch nè các bạn bấm vào ba lan nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào quýt giao nha các bạn. Rồi các bạn min gút là $5 nha các bạn. Sau khi có các bạn bắt địa chỉ với USD của mình nha các bạn. Cho gút nhiều gút qua đầu ta. Full quýt giao. Các bạn bắt địa chỉ USD bên với chút wallet với sàn cũng được nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào bắt địa chỉ ví vô đây rồi lại các bạn bấm từ đây nha các bạn, ví mình nha các bạn. Vậy video mình kết thúc, mọi thắc mắc thì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới mình sẽ trả lời cho các bạn nha các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Còn 3 ngày nữa là kết thúc nha các bạn. Đi bullshit. Vì đây là con quét lãi giá cao nên mình không có hướng dẫn các bạn đầu tư nha các bạn. Mình chỉ nhận $10 bà ri đi rồi mình bỏ đó mình lấy lãi các bạn. Con này đầu tư lãi rất cao. Sợ mới chịu sợ sợ cam. Con này nữa thanh toán qua Bitcoin, Ethereum, Litecoin, đồng Dash, đồng Bitcoin Cash, Dogecoin, Ripple. Bây giờ luôn nhiều lắm các bạn, phương thức thanh toán nhiều lắm. Nữa các bạn bắt đi năm đủ các bạn bắt $5 số $5 đi rồi các bạn bấm bắt giao các bạn, bắt địa chỉ vô rồi.